Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này, mình theo cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1 triệu token có ký hiệu là NFT Pod. Một token này đã list trên sàn Binance Swap nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video, mở cái link phong mở Telegram bấm start chatbot này bạn. Rồi. Con này giá 2468, giá rất là rẻ luôn các bạn. Cứ bấm son này góp. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn son vào kênh Telegram group nữa các bạn. Rồi, bạn bắt đáp lại tiếp tục con follow tờ Twitter và retweet bot nè. Trên tờ Twitter thì bạn theo dõi nè. Rồi, các bạn like nè. Các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi, các bạn bắt đáp lên nè. Đâu ta? Nó bot lại. Tiếp tục con follow Instagram nữa nè. Và like và bot nè. Trên Instagram nó thì các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi, các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi, các bạn bấm vào nút submit tên nè. Rồi, nó hỏi các bạn John sẽ kiểm tra không thì các bạn kiểm tra lại các bạn. John rồi thì bạn bấm Don. Tiếp tục quan gửi lên đường link và profile tại Twitter của mình thì bạn mở tại Twitter mình dán nha các bạn. Bạn nhấp vào ba cái bên cùng nè, nhấp vào một cụ sơ nè. Các bạn nhấp vào ba cái cùng, các bạn nhấp để chia sẻ nè các bạn. Làm airdrop tất cả các bạn đừng có nôm nha các bạn. Rồi, các bạn bắt đáp lên các bạn. Các bạn bỏ đó đi, tự động nó về là nó về. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi lên đường link Instagram của Butterfly username Instagram mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào cái đường link Instagram đấy đâu ta. Phan các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Nhấp vào đây nè các bạn. Sao nó chậm như ta, máy sắp hết pin rồi các bạn. Rồi các bạn nhấp vào anh avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn khớp bi ba giờ gạch cùng các bạn bấm vào sao chép thì khai như tạm nè, các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Best 20 nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ với chocolate của mình hoặc là MetaMask Safi Ban. Rồi các bạn khớp bi địa chỉ BNB Smart Chain Best 20 mình nè, bạn gửi vào đây nè. Rồi các bạn son xào kênh Airdrop Nisa của nó, các bạn mua tiền, bạn bấm nhận mua tiền các bạn, rồi bạn bấm đáp lên nè, bấm don. Rồi nó có gì quyết bot không, bấm set. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào sẽ tiếp thì cập nhật tài khoản nhà mình. Các bạn việc lấy ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Ok, như vậy video mình đây cũng kết thúc các bạn. Mình các bạn đừng quên like và subscribe đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.